Xin chào các bạn, quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên tay mình đây đang là một chai nước hoa thuộc dòng sản phẩm cao cấp của Tom Ford, đó chính là Fucking Fabulous, một cái tên rất là thu hút và gây sự tò mò, đúng không? Tom Ford mà thời gian gần đây mình để ý rằng là họ tập trung đặt tên hơn là làm mùi. Và cái thứ hai đó là những cái bài viết, những cái video review về mùi hương này cũng không quá nhiều, chỉ chung chung đó là những cái content bán hàng như là mùi hương sexy quyến rũ của những chàng bad boy. Nhưng bên cạnh đó thì có những cái bài viết đây là những cái mùi của những người đàn ông lịch lãm, sang trọng, giàu có. Cụ thể như thế nào thì mình xin phép được chia sẻ cảm nhận của mình về mùi hương này trong video ngày hôm nay. Và rất cảm ơn Alan đã tài trợ cho mình chai hoa này để có thể làm review cho các bạn, đặc biệt là chai 50ml rất là xinh. Nếu như bạn quan tâm đến nước hoa thì có thể xem cái đường link ở phía dưới mô tả nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu luôn. Mỗi lần nhắc tới dòng sản phẩm cao cấp của Tom Ford thì chúng ta lại nhớ tới ngay những cái tên rất là quen thuộc như là Tobacco Vani, Woodwood hay là Tuscan Leather. Những cái chai hoa đó thì mình cũng đã có video review khá là lâu rồi. Có dịp thì mình sẽ làm hẳn lại cái live private blend này của Tom Ford. Và có một cái điều nữa đó là chai hoa của Tom Ford trong dòng sản phẩm này nó cũng rất là đặc biệt. Như các bạn có thể nhìn thấy rằng là nó có một thiết kế trông rất là đẹp và sang trọng, đặc biệt là những cái chai 50ml nhá. Mình rất thích những cái chai 50ml này, thích hơn những chai 100, mặc dù là giá của nó nếu mà tính ra so với chai 100 thì nó đắt hơn, nhưng mà chai 50ml này trông rất là xinh. Và cái chai này thì nó có một cái màu sắc hơi khác so với những cái sản phẩm mình vừa nêu tên, đó là một cái màu đen mờ và cái phần tem được làm bằng cái màu trắng. Ở đây có chữ Tom Ford và một cái vạch đỏ và chữ Fabulous ở phía dưới. Trước đây thì cái dòng sản phẩm Fucking Fabulous này thì họ sẽ ghi hết đầy đủ tên, nhưng mà sau này vì cái phần tên nó khá là nhạy cảm nên họ đã phải che đi. Còn về mùi hương của cái bản cũ và cái bản mới, đó mà là bản che và bản không che, thì nó như nhau. Đó, nó giống mấy cái phim anh em hay xem ấy. Đấy. Và về cái phần thiết kế thì phải nói rằng là vô cùng đẹp một lần nữa nhé, vô cùng đẹp. Nếu như các bạn có điều kiện, các bạn sưu tập tầm 5 đến 6 chai 50ml các bạn bày ở trên góc thì phải nói là vô cùng sang trọng, đẳng cấp luôn. Trông mình thấy đã thấy nhiều tiền, đau thận rồi. Đó là về phần ngoại hình. Còn về phần mùi hương của một em siêu đẹp như này thì nó sẽ như thế nào? Với mình, khi mà mình chưa thử Fucking Fabulous ấy, thì mình sẽ nghĩ rằng là đây là một cái mùi hương, thứ nhất là có thể nó sẽ gây ấn tượng mạnh bởi cái việc blend mùi tốt khiến mình phải wow lên ngay từ lần xịt, hoặc nó sẽ là một cái mùi nó có thiên hướng ngọt, ấm áp, sexy, quyến rũ. Nhưng mà không, khi mà mình xịt ra thì mình đã phải cái quái gì vậy, hay là mình xịt nhầm nhở, hay là mình Alan cho mình một cái chai gì đó với cái tem khác không phải Fucking Fabulous. Nhưng mà sau khi hỏi vài anh em thì thực sự là cái top note của nó không như những gì mình mong chờ. Cái top note này khi các bạn mới xịt ra ấy, thì các bạn nhận thấy một cái tông mùi herbal hay gọi là thảo mộc. Đợi cái nét đầu tiên mà mình nhận thấy đó là cái vết đắng, ngái và có cảm giác hơi phấn nhẹ một chút. Thì giải thích ở cái nét đắng ở đây đó là từ hạnh nhân. Cái nét ngái thì cá nhân mình thấy là mình nghĩ là nó đến từ một cái nốt hương đó là orris. Orris thì là rễ của cây diên vĩ. Thì cây diên vĩ thì nó có hai thành phần để có thể chiết xuất được, đó là rễ cây và hoa. Hoa thì sẽ gọi là iris, còn rễ cây diên vĩ thì sẽ gọi là orris. Thì đây là cái mà mình tìm hiểu được ở trên mạng. Thì orris thì nó sẽ có mùi gọi là ngái, xong rồi tối, xong rồi đất một chút. Còn iris thì nó sẽ bị phấn nhiều, mặc dù là nó vẫn sẽ có cái nét hơi kiểu ngái nhẹ một chút, cũng như là cái nét hơi tối, nhưng mà orris thì nó nhiều hơn. Và ở đằng sau thì các bạn sẽ nhận thấy một chút da, nếu như các bạn ngửi kỹ hoặc là các bạn đã ngửi qua vài sản phẩm của nhà Tom Ford mà làm nốt hương da, đặc biệt đó chính là Tuscan Leather, thì các bạn thấy là một cái vai khá là chung ở đây. Cái mùi hương này khi mà mình xịt ra tay khoảng tầm 5 phút mình có cảm giác ngửi thấy như kiểu cái mùi lốp xe nó hơi cháy một chút ấy. Đấy, đi dưới đường mà đi liên tục cảm giác nó hơi cháy một chút thì ở đây mình có ngửi đấy. Mà nếu như bạn nào có thấy cái nét này như mình ấy, bạn đã sử dụng qua chai nước hoa này thì các bạn hãy bình luận ở phía dưới. Mùi hương của Fucking Fabulous này thì nó sẽ biến chuyển một cách nhẹ nhàng nhưng mà vẫn giữ cái DNA ban đầu khi các bạn mới xịt ra, đó là cái nét đắng hơi ngái nó sẽ dịu bớt xuống, các bạn thấy là phấn nó xuất hiện rõ ràng hơn, nhiều hơn một chút. Và quan trọng nhất đó là hai nốt hương, đó là đậu tonka mang đến cái vị khá nồng nàn kết hợp cùng với da thuộc.
thì da thuộc ở đây nó sẽ khá là quen thuộc nếu như các bạn đã xịt qua chai nước hoa Tuscan Leather. Hai cái vai da ở đây sử dụng khá giống nhau, nhưng mà Tuscan Leather đó là một cái mùi hương da rất đẳng cấp, rất là sang trọng và có gì đó gọi là khá là hòa đồng. Tại vì ở Tuscan Leather ấy, đó là da kết hợp cùng với cái vị ngọt của Fruity, còn ở đây thì da kết hợp với cái hơi hướng kiểu thảo mộc. Mình thấy rằng là nó sẽ trầm hơn, nó sẽ trưởng thành hơn và chững chạc hơn. Nên là với cái mùi hương của Tom Ford Fucking Fabulous này thì mình nghĩ rằng là các bạn nên thử và thử thật kỹ trước khi mua. Đây là một cái mùi hương không hề nịnh mũi, nếu không muốn nói là kén mũi. Về phần độ bám tỏa cũng như là độ tuổi chai nước hoa này thì chai nước hoa này nó lưu ở trên da mình tầm 7 đến 8 tiếng. Mình nghe nhiều người nói là nó lưu rất là lâu, nhưng mà trên da mình sau khoảng tầm 5 đến 7 lần xịt ở rất nhiều thời điểm khác nhau để làm video thì em nó chỉ lưu được khoảng tầm 7 tiếng, tầm đấy thôi là hết, là không còn mùi. Và cái mùi hương nó thì khi các bạn mới xịt ra thì nó tỏa khá là ok, nhưng mà khoảng tầm 1 tiếng sau thôi thì mùi chỉ là mùi skin scent, nó cầm được cánh tay đổ lại thôi, chứ nó không phải kiểu mùi hương nồng nàn. Và em này thì mình nghĩ là với một cái mùi hương nó sang trọng, nó đẳng cấp, nó có một cái nét gì đó hơi trầm thì mình nghĩ là độ tuổi nó cũng khá là trưởng thành, khi mà chắc là khoảng tầm 25 đến 27 tuổi sở đổ ra thì sử dụng em này là ok nhá. Về cái phong cách của Tom Ford Fucking Fabulous này thì đây là một cái mùi hương mình đánh giá là nó nghiêng nam nhiều hơn là nghiêng nữ. Và như các bạn đã biết thì những sản phẩm của nhà Tom Ford ấy, thì họ luôn hướng tới đó là một sản phẩm đẳng cấp, sang trọng, lịch lãm và toát lên cái sự giàu có. Và Tom Ford Fucking Fabulous cũng là một cái mùi hương nó không nịnh mũi số đông như những cái sản phẩm cùng dòng của em nó. Nhưng là với cái mùi hương này thì mình thấy rằng là nó sẽ dành cho những gọi là những đại gia ngầm, hay là điển hình nó là như kiểu là bà Phương Hằng ấy, những cái người giàu, những cái tầm đẳng cấp giàu, nhưng mà họ không muốn quá là nổi bật để người khác chú ý tới, mà họ muốn cuộc sống của họ là riêng tư và càng ít người biết tới họ thì càng tốt. Thì đây là một cái mùi hương như vậy, chứ nó không phải là người giàu rồi khoe tài sản, khoe của. Tất nhiên là khoe thì cũng là việc thể hiện được cái sự thành công mà họ mang tới, nhưng mà ở trong cái giới giàu thì cũng có những cái người mà họ giàu có nhưng mà họ không muốn show ra cái đấy cho mọi người khác biết. Nghĩa là càng ít người biết càng tốt, nổi quá thì lại dễ vỡ. Đây là một cái mùi hương dành cho những ai mà thích một cái mùi độc lạ, sang trọng, đẳng cấp, giàu có. Và nếu như bạn phù hợp thì đây là mùi signature scent rất là đặc biệt dành cho bạn. Nhưng mà nhớ một lần nữa đó là hãy thử thật kỹ xem là nó có hợp hay không nhá. Vậy thì chốt lại, chúng ta có nên mua chai nước hoa này hay không? Thứ nhất là về giá, giá rất rất cao. Các bạn có thể tham khảo giá ở link ở phía dưới phần mô tả. Và cái chai nước hoa Tom Ford Fucking Fabulous này cũng là một chai nước hoa đắt nhất trong dòng này luôn. Mình cầm mấy thôi mà mình rất muốn sở hữu, nhưng mà đắt quá nên là phải mang đi trả. Đó. Cái thứ hai là mùi hương của nó. Nếu như bạn mong chờ nó nịnh mũi, nó thu hút đám đông, nó bán tỏa tốt thì không. Đây hoàn toàn không phải là một mùi hương như vậy. Đây như kiểu là một cái ngách rất nhỏ trong những sản phẩm của nhà Tom Ford. Và nếu như bạn lách vừa ngách đấy thì bạn hãy vào. Còn nếu như không thì chúng ta có thể tiếp cận những cái mùi hương khác như Tom Ford Tobacco Vanilla, Lord Cherry hay là Woodwood, rồi Tuscan Leather. Đây không phải là một cái mùi hương để cho bạn mua mà không cần phải ngửi thử trước. Đấy là cái cảm nhận cá nhân của mình. Còn về đánh giá về mùi hương này thì mình thấy rằng là đây là một mùi hương làm khá là tốt trong những cái sản phẩm mới ra mắt của nhà Tom Ford. Nên là nếu như bạn nào chơi nước hoa thì đây là một cái trải nghiệm khá là hay. Mình nghĩ là các bạn nên thử, dù là chiết hay là full thì đây vẫn là một sản phẩm rất đáng giá, rất đáng tiền ở trong cái phân khúc cao cấp của Tom Ford. Còn bạn thì sao? Bạn đã sử dụng một chai nước hoa này hay chưa? Bạn có cảm nhận như nào thì hãy bình luận ở phía dưới cho mình và mọi người cùng biết nha. Còn bây giờ thì đừng quên việc like, share cũng như là ấn nút chuông thông báo để có thể nhận được những cái video mới nhất và đặt ra những cái yêu cầu của các bạn phía dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.